Sẽ quan tâm hỏi han nhau nhiều hơn. Tại vì lớp mình rất là đoàn kết, thực sự là lớp mình rất là tốt. Cũng còn mấy tháng nữa thôi, tôi mong là tất cả mọi người bỏ qua cho nhau và cùng nhau cố gắng đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Tôi không biết có nhiều bạn không thích tôi, nhưng mà tôi biết là khi tôi lên trước thì xác định những điều mà các bạn không biết được. Trong năm qua thì lớp mình cũng đoàn kết. Anh em con trai thì trong lớp này chỉ sống tình cảm. Mọi người sau này không gặp nhau nữa hay là ra trường thì nhớ nhau thì gọi cho tôi lúc nào cũng được. Đi nhà tôi, được chưa? Nhà tôi.